Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính, trong đó quy định việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử không vượt quá 500 triệu đồng. Theo định nghĩa tại thông tư này, cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê với bên thuê. Việc siết chặt và quy định mức trần với hoạt động xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử được cho là phù hợp với quy định tại thông tư, quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.